Con có đọc trong sách Tam Bảo của Tỳ Khưu Hộ Pháp có nói là một vị thanh văn giác hạng thường như đoạn dưới. Bậc thánh thanh văn giác hạng thường là bậc thánh thanh văn giác không có đức hạnh nào đặc biệt xuất sắc trong các hàng thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trở thành bậc thánh thanh văn giác hạng thường này thì Bồ Tát thanh văn giác hạng thường Pakati Sawakabo Thisatta ấy cần phải thực hành đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt thời gian dưới 10.000 đại kiếp trái đất, dưới 10.000 đại kiếp trái đất. Trong con số thời gian này không nhất định. Sư cho con hỏi là nếu theo như đoạn văn trên, nếu vị này chưa thực hiện trọn 10 pháp ba la mật bậc hạ trong suốt 100.000 kiếp trái đất thì khó chứng đắc được đạo quả hay sao? Rồi sư trả lời cái phần này trước. Xin thưa đó là nói là bộ thứ nhất là sư định nghĩa lại về ba la mật nha. Ba la mật là những cái thiện pháp với mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó gọi là ba la mật, tức là pháp thiện hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Chẳng qua đó là trong cái trong cái Phật sử hả, hay là trong cái chuyện tiền thân, trong chuyện tiền thân thì các cái tích của Đức Thế Tôn á được chia ra làm 10 cái công hạnh, được chia ra làm 10 công hạnh, và từ đó đó chúng ta có 10 cái ba la mật. Nhưng mà đối với cá nhân sư, cái này sư nói cá nhân sư nha, thì cái gọi là cái việc phân loại ba la mật đó đó là phân loại để chúng ta có được sự mường tượng hình dung thôi, chứ nó không phải là cố định, tức là phải như thế này thì mới được tính là ba la mật, còn cái khác không được tính là ba la mật. Sư lấy ví dụ như có một vị ở trong trưởng lão tăng kệ, có một vị vị ấy khi mà thấy Đức Thế Tôn thời quá khứ, vị ấy bằng một vị ấy phát sanh ra cái niềm hoan hỷ, phát sanh ra cái niềm tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, và đi đến và đảnh lễ vị ấy. Kể từ đó trở đi, do cái niềm tin trong sạch và sự đảnh lễ chí thành đó, và có sự hướng đến sự giác ngộ giải thoát, cho nên cái vị này đó sanh lên cõi người, cõi trời, và cho đến thời kỳ cuối, đến khi gặp Đức Thế Tôn trong kiếp hiện tại, tức là Đức Phật Thích Ca của mình xuất gia chứng đắc đạo quả. Thì sư hỏi quý vị, cái chuyện mà vị đó nhìn thấy một vị chánh đẳng giác phát sanh niềm hoan hỷ rồi đi đến đảnh lễ vị đó, mình xếp vào cái nào trong 10 cái pháp ba la mật? Thành ra đó, sư có lý do để sư tin rằng ba la mật là tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, chứ nó không giới hạn ở con số 10 hoặc ở giới hạn ở con số 6 đối với Phật giáo phát triển nha. Chính bởi vì như vậy đó, chỉ cần mình làm những thiện pháp hướng đến sự giải thoát giác ngộ thuộc bậc hạ là được rồi, chứ không phải mình nói là cái này phải đủ nha, chứ còn bây giờ anh còn thiếu nè, anh còn thiếu cái một cái chi phần này, anh thiếu hai chi phần này là không được. Thứ nhất, mình không có thần thông làm sao mình biết đó. Cái thứ hai, như sư nói, chỉ cần đó là thiện pháp hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Đây là ý kiến cá nhân của sư. Còn quý vị hỏi sư có căn cứ vào đâu, thì sư căn cứ vào ở trong trưởng lão tăng kệ. Còn quý vị hỏi gọi là ba la mật căn cứ vào, gọi là 10 pháp ba la mật căn cứ vào đâu, thì 10 pháp ba la mật đó căn cứ vào chuyện tiền thân. Mà xin thưa là những cái này không tin quý vị thử tìm coi. Thí dụ nha, Dana Parami tìm coi ở trong kinh Tạng có không. Đấy, thì chính bởi vì như vậy đó, cho nên một vị thanh văn thường á, thời gian ở trong đây Ngài Hộ Pháp nói rất là rõ, đó là dưới 100.000 đại kiếp, và con số này là không cố định. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là
Nếu như mà mình thực hành tới 100.000 đại kiếp thì mình là vị thanh thinh văn có biệt hạnh. Còn nếu như chưa tới thì mình chỉ là thinh văn thường. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà mình tu gọi là gần hơn, gần với 100.000 đại kiếp nhưng mà còn mé dưới nha, thì mình có thể là vị thinh văn có đầy đủ tam minh lục thông tứ tệ phân tích, nhưng mà mình vẫn không phải là vị có biệt hạnh. Cho nên cái chuyện là ở trong cái hàng thinh văn thường á, thì cũng có phân chia ra là có những vị này vị kia. Thì cái chuyện đó nó phụ thuộc vào thời gian bổ túc ba la mật của chính vị đó và sự nỗ lực cá nhân của chính vị đó. Cho nên nếu như ha, tôi nói nếu như mình được một cái phước, mình gặp Đức Thế Tôn, gặp trực tiếp Đức Thế Tôn bằng xương bằng thịt, mình có cái, mình xưa giờ mình chưa từng tu kiếp nào hết, tôi giả sử như vậy. Nhưng mà mình gặp Thế Tôn mình hoan hỷ quá, cái đức hạnh của Ngài, thậm chí cái hào quang của Ngài mình hoan hỷ quá. Mình đi đến mình cúng dường cho Ngài toàn bộ cái bữa cơm mình chuẩn bị ăn, mình cúng dường hết toàn bộ cho Ngài và chỉ cần nguyện mong cho con chứng đạt cái điều mà Ngài chứng đạt. Chỉ cần như vậy thôi, thì dù chỉ là mình làm phước một lần duy nhất trong dòng sanh tử của mình, thì đó cũng là ba la mật. Và đó cũng có khả năng giúp cho quý vị đời sau chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của sư. Sở dĩ sư gọi đó là ý kiến cá nhân bởi vì không có một cái bài kinh nào giải thích rõ về vấn đề này. Nhưng mà quý vị có thể tham khảo ở trong các bản chú giải pháp cú hoặc là ở trong Trưởng lão Tăng Kệ là có những vị đó, vị đó chỉ cúng dường có một kiếp thôi thì vẫn có thể chứng đắc được đạo quả ha. Không biết vấn đề này thì sư Chánh Tâm có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta qua câu hỏi khác. Trong sách còn nói thêm